Thưa quý vị, Thường trực Thành ủy Bà Rịa đã làm việc với Ban chấp hành Đảng bộ phường Phước Hiệp về tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2022. Theo báo cáo của Đảng ủy phường Phước Hiệp, trong những tháng đầu năm 2022, Đảng ủy phường đã tập trung triển khai quán triệt các chỉ thị nghị quyết chuyên đề năm đến 100% cán bộ đảng viên, công chức, giáo viên và nhân dân trên địa bàn. Công tác phòng chống dịch COVID-19 và phục hồi phát triển kinh tế sau dịch được địa phương lãnh đạo chỉ đạo thực hiện tốt. Đến nay, toàn phường có 93% người trên 18 tuổi tiêm 3 mũi vaccine phòng COVID-19. Tại buổi làm việc với Thường trực Thành ủy Bà Rịa, Đảng ủy phường Phước Hiệp kiến nghị Ủy ban nhân dân thành phố quan tâm đầu tư hệ thống thoát nước và bê tông tuyến hẻm 95 thuộc khu phố 6. Kết luận buổi làm việc, Thường trực Thành ủy Bà Rịa đề nghị Đảng ủy phường Phước Hiệp tiếp tục quan tâm lãnh đạo công tác giám sát phản biện xã hội, phát huy hiệu quả các mô hình dân vận khéo, giảm nghèo bền vững, có giải pháp nâng cao chỉ số cải cách hành chính, thực hiện tốt công tác quản lý trật tự đô thị, đảm bảo công tác an sinh xã hội và an ninh trật tự trên địa bàn.